Rồi, hôm nay lại tiếp tục chiến một cái tổ ong đây, ngay gần đây, à, bên dưới tòa nhà đây. Thế mà gần gần đây mà nếu ai để ý nhỉ? Ngay gần đây mà nếu ai để ý. Rồi, chuẩn bị quần áo các kiểu là bắt đầu bắt cái tổ ong nhá. Rồi, anh em bắt đầu à chiến cái tổ ong nhá. Rồi, ở ngay trong này, quân nó bắt đầu ra. Xem cái tổ nhé, đây cái tổ nó đây đây, quần nó đông chưa, đây. Đàn rất đông, đông, đàn đông chưa, ôi ôi mấy cái con dao rồi, đang này, đây nhá, đây cái kem này là mình phải lấy, có người lấy rồi, đây mà, có chưa, rồi, đó bỏ vé đây anh em. Đây, đây là ong bỏ bé nhá. Được chưa? Rồi. Có bé con. Con ra. Đấy nhá, cứ cái bác lưới lên lấy cái tổ luôn. Được, cầm cái máy nó phơi xuống này. Nó to, to rồi. Được chưa? Thôi anh em xem thoải mái nhá. Đây. Cũng thoải mái luôn đây. Được. Được. Mình sẽ bóc cả cái tổ. Đấy. Bây giờ mình không cầm được cái máy, mình sẽ đặt cái máy xuống nhé. Mình sẽ nhấc cái tổ cho anh em xem. Đây anh em. Đấy, thấy chưa? Ngon chưa? Ngon chưa anh em ạ? Đây. Thế nhá, như này thôi. Như này xin đây. Đấy. Bắt rất là dễ dàng luôn. Mình chỉ cần thôi. Thấy chưa? Đấy nhá. Đặt chiến rồi. Tỏ phết đấy, tỏ phết đấy. Không. Để anh em cho vào bao. Gập thế này được, thật sự gập vào. Ờ, gập vào thôi nhỉ. Ừ, đấy, gần nhà thôi, gần nhà này. Ở đây anh gập vào. Sẽ kiểm tra xong cái cổng thế nào. Mẩy phết đấy. À, anh em ạ. Có phải nó khá bay về, thì bay có tới. Bắt đầu. Hát thử lại lắm. Rồi, tổ nó tập được cái kia đây. Mưa nó cũng không dám. Thẻ hết kẹo đây.
Cái việc cuối như thế này chắc không có rồi. Hả? Không có. Úi giời ơi. Sản phẩm đây. Cái này được rồi. Gần 2 bát. Thoải mái ăn. Hả? Thôi, để lại mà, lại cái ăn. Cái que này thì ngon á. Tiêm đi. Ba ngày. 14 ngày. Khoan. Ơi, toàn ong ơi. Nó nghỉ trong vòng 3 ngày đấy. Còn lâu. Trong đấy đấy. Hạn chế trong vòng nhiều 3 ngày đấy. Còn lâu. Sao ong này. Cái của chị là nghỉ muối 2 có khi là như thế rồi ạ. Cái của em muối 1 hạn chế trong 3 ngày thôi mà. Toàn món ong ơi. Ý, ngon thế này.